Tử vi tuổi Sắp Dần 1974, 6 tháng đầu năm 2021, thiếu sự bứt phá. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đang đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi Giáp Dần 1974 năm 2021, hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị khi các bác liên tiếp gặp may mắn do vượng vận quý nhân. Để có thể hiểu rõ hơn về tuổi của mình, có thể tránh những điều xấu, tăng vận mệnh tốt, thì video ngay sau đây sẽ có đầy đủ thông tin về tuổi Giáp Dần 1974 trong 6 tháng đầu năm 2021. Xin mời các bác và các bạn hãy cùng theo dõi video. Kính thưa quý vị, tuổi 1974 Giáp Dần trong 6 tháng đầu năm 2021 Tân Sửu có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống. Bởi vì tuổi Giáp Dần không xung khắc với Thái Tuế, vận trình nhìn chung ít biến động, dần đi vào ổn định, không quá đột phá nhưng cũng không quá ảm đạm. Các bác nếu muốn lập kỳ tích, bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước và với người khác. Các bác có thể bước tới những khúc ngoặt của cuộc đời, được những bước tiến mới mẻ với những thành tựu lớn. Bác nào làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong khi đó, người làm ăn có cơ hội đầu tư vào những hạng mục triển vọng. Gia đình luôn quan tâm, săn sóc mái nhà nhỏ của mình, các thành viên trong nhà biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Để có một năm bình ổn, các bác tuổi Giáp Dần nên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế, nhằm nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển. Sau đây là chi tiết về tuổi Giáp Dần 1974. Thứ nhất, công danh, sự nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm cho thấy, sự nghiệp của các bác đang trên sự phát triển tốt, chủ yếu là do duy trì được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với mọi người. Bác nào làm công ăn lương có thể vượt qua được khó khăn, chinh phục được mục tiêu đã đề ra nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng nghiệp. Trong khi đó, các bác đang làm đầu tư, kinh doanh có thể giữ được quan hệ với những đối tác triển vọng, cùng nhau làm ăn có lợi. Mặc dù phải chịu sự đốc thúc, quản lý khá chặt chẽ của cấp trên khiến bản thân cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực, nhưng đây cũng chính là cơ hội để các bác có thể khẳng định được bản thân mình, chạm tay vào những cơ hội được thăng chức, tăng lương. Bên cạnh đó, các bác có thêm việc hợp tác làm ăn có lợi hơn. Đó có thể là hợp tác làm ăn không công khai, âm thầm, không liên quan gì đến việc công sở. Nhưng nếu cần, phải thật cẩn thận, chú ý, kẻo xuất họa vào thân. Nhìn chung công việc của các bác tuổi Giáp Dần 1974 trong 6 tháng đầu năm là vấn đề về áp lực và cũng có phần khó khăn. Thầy Phong Thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, các bác tuổi Giáp Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời chiêu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hành thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc, tài chính. Trong 6 tháng đầu năm, tuy là một khoảng thời gian không mấy dễ dàng đối với các bác, tiền bạc, tài chính ra vào nhiều nhưng vất vả mới có được. Các bác có cơ hội thăng chức, tăng lương cũng giúp nâng cao mức sống, có một khoản tiền dư giả để tiết kiệm, đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình. Nếu các bác có kế hoạch chi tiêu thì dù các bác có là người làm công, ăn lương bình thường thì cũng không lo túng thiếu. Thầy khuyên để các bác có thể tăng vận mệnh, may mắn, cải mệnh nên mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí nhà Phật sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân, tương trợ và bảo vệ trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư.
Thứ ba, tình duyên và sa đạo. 6 tháng đầu năm có khá nhiều sao chủ về tình cảm chiếu mệnh tuổi Giáp Dần như Đào Hoa, Bách Việt hay Cô Thần. Do được nhiều sao chủ về Đào Hoa chiếu mệnh nên các bác có nhiều vượng khí tốt hơn, nhận được nhiều sự giúp đỡ, ái mộ đến từ bạn bè hoặc đồng nghiệp ở cùng nơi làm việc, đôi bên sẽ phát triển thành những mối quan hệ. Tuy nhiên, có hung tinh Cô Thần nên sẽ khiến các bác gặp khá nhiều trục trặc về cảm xúc, khiến chuyện tình cảm vì thế mà phát sinh mâu thuẫn, khó lòng được như ý, sa đạo vì thế mà lục đục liên miên. Để hạn chế tình huống xấu xảy ra, các bác cần kiểm soát tốt cảm xúc, đừng để cơn nóng giận khiến mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Các bác hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân, gia đình và bạn bè, học cách chia sẻ để vơi bớt căng thẳng, mệt mỏi. Khi đó tự khắc vận khí xấu sẽ thuyên giảm, mang tới điều cát lành. Bên cạnh đó, các bác quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, đôi bên sẽ luôn duy trì được một mái nhà ấm áp và hạnh phúc. Và thường xuyên trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của người bạn đời và những người ở trong gia đình mình. Thầy Gia Cát khuyên các bác có thể đeo vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong 6 tháng đầu năm của các bác có dấu hiệu suy giảm do chịu ảnh hưởng của những khó khăn, vất vả mà cuộc sống đem lại. Các bác cần chú ý rèn luyện thể chất, có biện pháp giúp thư giãn đầu óc. Như vậy thì cơ thể mới cảm thấy tràn đầy sức sống, hăng hái bắt tay vào mọi công việc. Tuy khối lượng công việc lớn đè nặng lên các bác tuổi Giáp Dần, gây ra những cảm xúc tiêu cực. Do làm việc vất vả nên sức khỏe giảm sút thì các bác cần tích cực điều chỉnh trạng thái tâm lý và tích cực tham gia tập thể dục để giữ gìn sức khỏe, giảm bớt đồ uống như bia rượu, thuốc lá. Đi đứng cẩn thận, chấp hành giao thông đề phòng tai nạn. Bên cạnh đó, các bác cũng đề phòng các bệnh về dạ dày, cân nặng, mất ngủ, tiểu đêm, đi khám tổng quát, xét nghiệm máu, đề phòng bệnh tật. Sang năm sang 49 tuổi có hạn. Thầy phong thủy khuyên các bác tuổi này hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Vòng sẽ giúp các bác xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn, cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ bản thân dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Như vậy, 6 tháng đầu năm, các bác tuổi Giáp Dần có thể gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của cuộc sống, có thể bước tới những khúc ngoặt của cuộc đời, đạt được những bước tiến mới mẻ, có cơ hội tăng lương, thăng chức, đầu tư vào những hạng mục triển vọng, luôn quan tâm, săn sóc mái nhà nhỏ của mình. Các thành viên trong nhà biết yêu thương, nhường nhịn nhau. Sau đây sẽ là phần chi tiết dành cho tử vi Giáp Dần vào 6 tháng đầu năm để các bác cẩn trọng trong mọi việc sắp tới. Thứ nhất, tử vi tháng 1 âm lịch. Nhìn chung vận trình tháng riêng của các bác tuổi Giáp Dần vẫn khá bình ổn. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Các bác có quyết tâm cao độ, nỗ lực phấn đấu hết mình. Vì thế, thành quả thu về cũng khá mãn nguyện. Tuy nhiên, về phương diện sức khỏe của các bác có phần giảm sút, khả năng sinh bệnh cao. Bên cạnh đó, áp lực công việc lớn, tinh thần căng thẳng cũng khiến cho cơ thể các bác suy nhược. Thứ hai, tử vi tháng 2 âm lịch. Sang tháng 2 âm lịch, sức khỏe các bác biến chuyển tốt hơn. Tuy nhiên, phương diện tài chính biến động khá mạnh do có hung tinh, chủ hao tài, ảnh hưởng. Theo đó, áp lực tài chính của các bác trong tháng này là rất lớn, chi vượt quá thu, đa phần tiêu pha cho người thân, bạn bè. Cuối tháng các bác rất dễ rơi vào tình trạng vay mượn. Thứ ba, tử vi tháng 3 âm lịch. Sang tháng 3 âm lịch, nhâm thủy và tuế can canh kim tương sinh, hình thành thế quan ấn tương sinh, vận trình tháng của tuổi Giáp Dần khởi sắc mạnh mẽ, nhất là phương diện công việc và tài lộc. Công việc tiến hành thuận lợi, vì thế mà các bác có cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Tài vận của các bác trong tháng cũng khá vượng, lấy chính tài làm chủ, thu nhập chính tăng. Chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực, ắt thu tiền về đầy túi. Tử vi tháng 4 âm lịch. Tháng này có nhiều hung tinh hoành hành khiến tinh thần Giáp Dần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, làm việc nóng vội sẽ dẫn tới thất bại. Bên cạnh đó, sức khỏe giảm sút,
các bác có thể phải tiêu tốn nhiều tiền cho việc khám chữa, điều trị bệnh tật. Áp lực tài chính lớn, nếu không có khoản dự phòng, e rằng sẽ phải đi vay mượn khắp nơi. Tử vi tháng 5 âm lịch. Tháng có dương mộc sinh phát, các bác tuổi Giáp Dần phấn đấu mạnh mẽ cho công việc, có nhiều biểu hiện xuất sắc, được cấp trên coi trọng và đề bạt thăng tiến. Có điều, tài vận của các bác trong thời điểm cuối tháng có phần giảm sút, kinh doanh hay đầu tư gặp không ít bất lợi. Cho nên các bác cần tranh thủ tiến hành việc quan trọng từ đầu tháng, tỷ lệ thành công cao. Tử vi tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch tới mang theo nhiều vận khí vượng, thúc đẩy công việc và tiền bạc của các bác tuổi Giáp Dần tăng trưởng mạnh mẽ. Các bác dễ gặp sự lành, có quý nhân phù trợ, đặc biệt thu nhập của những người làm công ăn lương tăng, có thể do được tăng lương hoặc nhận khoản hoa hồng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Giáp Dần trong vận trình 6 tháng đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của tuổi Giáp Dần. Đối với các bác trai tuổi Giáp Dần, sao chiếu mệnh là sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu là sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc hơn cả. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất vào tháng 4, chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất của cải, bị đàm tiếu, nơi xấu sau lưng. Ngoài ra trong thời gian này, các bác còn có hạn thiên tinh. Gặp sao hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai bay, vạ gió, nên chú ý lời ăn, tiếng nói. Còn đối với các bác nữa, thì trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm Tân Sửu sẽ bị sao Mộc Đức chiếu mệnh. Đây là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể, các bác gặp phải tam kheo. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Ốm đau mà thành tâm lễ bái cũng nhanh khỏi. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi. Cùng mệnh của các bác có các tinh như thiên khôi, hồng loan mang tới vận quý nhân vượng, đào hoa khởi sắc, quan hệ xã giao hài hòa. Bên cạnh đó cũng có các hung tinh như kiếp sát, cô thần, thiên không, hôi khí, gây suy nghĩ tiêu cực, khó phát huy sức mạnh nội tại hay kiểm soát cảm xúc cá nhân, tác động khá nhiều tới đời sống tình cảm và gia đạo của các bác. Cung tam hợp có thiên việt, đào hoa, nguyệt đức, thiên trù, thiên đức là những cát tinh thúc đẩy vượng đào hoa, tốt cho các mối giao hảo. Ngoài ra còn có các hung tinh quả tú, kình riêng, kình dương, tử phù gây nhiễu loạn cảm xúc hoặc thương tật tay chân, động chạm, giao kéo. Cuối cùng là xung chiếu, gồm có các sao thiên hỷ, long đức mang tới điểm báo quý nhân vượng. Xong lại có đà la, tiểu hao báo hiệu mất tiền vì sức khỏe giảm sút. Nhìn chung các bác tuổi Giáp Dần 1974 sẽ trải qua 6 tháng đầu năm Tân Sửu không có quá nhiều biến động. Tuy nhiên, để nâng cao vận khí, thu hút nhiều may mắn về tiền bạc, công danh đến với mình hơn, tuổi Giáp Dần của các bác nên tham khảo các ứng dụng phong thủy sau đây và cuộc sống thường nhật. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ phần nào giúp ích được các bác. Tới đây, video của kênh Phong Thủy Sa Cát cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Các bác cũng đừng quên nhấn đăng ký để có thể đón nhận được những thông tin về phong thủy vô cùng bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.